Mình chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn nha, đang chọn xem clip của Phát Thái TV. Thì hôm nay mình quay trở lại xã Thành Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn của chú Chính Danh. Muốn giao lưu tới toàn thể quý cô chú một số mặt hàng hoa mẫu đơn nha quý cô chú. Rồi, chào chú Chính, chú Chính đây. Xin chào Pháp Thái, chào bà con trên mọi miền đất nước. Hôm nay là mình ngày chủ nhật tháng 1 này, mình lên một clip tiếp theo để giao lưu cùng bà con nha. Lời đầu tiên xin chúc sức khỏe đến toàn thể bà con mình hạnh phúc và thành đạt ạ. Rồi, đầu tiên mã số 1 là cây dân chấn yên bái chú. Cây này cây dân chấn yên bái thần chậu rồi. Rồi cho chiều cao luôn. Chiều cao 113. 1m13. Tán ngang 90. Khoan. Cây đặc biệt thần chậu ở miền Bắc thì nó hay có cái cước này nè. Cây này hoành thân 11. Hoành thân 11, này thất thân bán 3 tấc, một cốt sạch ha. Phơm tàn hoa kẹo chứ nè. Xay xay giáp luôn chú. Rồi cho giá luôn chú ơi. Mã số 1 xin giao lưu bà con 900.000. 900.000, mã số 1. Dân chấn yên bái. Rồi đổi cây luôn. Rồi. Tiếp theo mã số 2, vẫn là dân chấn yên bái luôn. Dòng đơn ta ha. 120. Cao 1m20, tán ngang luôn. Tán ngang 100. Cái phơm tàn quá xá, phơm tàn xay 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 chú, xay 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 dòng ấy. Phơm tàn ra hoa rực rỡ chứ. Hoành 12. Cây này cái thần chậu với cái nồi nó dữ lắm luôn à, chưa khui ha. Để ra nè. Này thoát thân khoảng 2 tấc luôn. Rồi cho giá mã số 2 luôn chú ơi. Mã số 2 cũng vẫn xin giao lưu bà con là 900.000 luôn. 900.000 mã số 2. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 3, cây đỏ nhung, mỹ nhung. Chiều cao 1m5. Tán ngang 110. Phơm tàn gom ha. Rồi xay 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 cái mặt hoa ra chú. Mỹ nhung lá lớn. Cây đang lên hoa. Nhung này nó sung sức rồi, cái hoa bằng cái nón bảo hiểm á. Anh chào. Hoành 7. Hoành thân 7, này thoát thân cũng lên đây chia chi cành chú đo cái thoát thân giúp con à. Cây thần chậu ha. Rồi tiếp cái chậu cho bà con. Thoát thân 865. Rồi giá luôn chú. Cây mã số 3 giao lưu bà con là 900.000. 900.000 bao phí ship. Rồi đổi cây luôn. Cây này chiều cao phí ship nặng ha. Tiếp theo mã số 4. Vàng son. Cao 70. Cao 7 tấc. Hoa nó vậy nha con. Cho chân nó nè. Cái vàng son mã số 4 cũng xin giao lưu bà con là 250.000. Bằng đầu đồ không ăn. 250.000 bao phí ship. Mã số 4. Rồi xuống cây. Tiếp theo mã số 5. Chiều cao 52. Này lên 3 cái hoa. 3 tược. Hoa nó vậy nè, cái chân đó nè, đó tươi vậy nè. Cái này hoành thân bằng điếu khóa. Rồi giá luôn chú ơi. Mã số 5. Mã số 5 xin giao lưu bà con là 250.000. Rồi đó cây luôn, 250.000. Tiếp theo, mã số 6 gồm 2 cây. Cam Đài Loan. Cây này thần chậu thôi. Cam Hường. Rễ nó ra nè. Chứ không phải cam Hường, chứ không phải cam Đài Loan. Rồi cho chiều cao luôn. Mã số 6 này là cam Hường nha bà con. Chiều cao 96. Xay xay xay. Tán ngang 35. Xay xay mặt hoa ba. Mặt hoa cam Hường nha. Hoa nó vậy nè. Theo như con là cam Đài Loan đó, còn chú thì cái tên đó thì con không biết. Rồi giá luôn chú ơi. Cây này cặp này xin giao lưu bà con 300.000. 300.000 bao phí ship ha. Hoa nó vậy là mình thấy vậy nha con. Đó, vậy đó. Rồi xuống cây luôn. Cắt xa dưới cam này con. Dẫn nó nè. Tiếp theo, mã số 7. Cao 90. Cá ngang 55. Đó, mặt hoa cam Hường đó. Hoa nó vậy nha con. Đó. Cam Hường, cam Pháp, vì cam nói chung là màu cam đó. Thì nó này 4,5. Quanh thân 4,5 ha. Ừ. Rồi mình cho giá luôn. Mã số 7 giao lưu bà con là 250.000. Rồi đổi cây luôn.
Tiếp theo, mã số 8. Con cá mường luôn. Chiều cao 100. Giá ngang 45. Mà nó vậy nè. Quanh 4. Này thoát thân phán tắt luôn. Rồi giá luôn chú ơi. Vẫn giao lưu bà con là 250.000. Rồi, đó ok luôn. Miễn đập luôn không? Tiếp theo, mã số 9. Cam cà gót. Một cặp cam cà gót. Chiều cao 55. Đó, cam cà gót của nó nha bà con. Nè, lá thái á. Cây này về nuôi tàn thông được ha. Một cốt. Một cốt. Còn bình thân này khoảng 4 năm đi. 4 thật cốt. Rồi, xay chú. Rồi, giá một cặp luôn chú ơi. Cặp này vẫn giao lưu bà con là 250.000. Rồi, đó ok luôn. 250.000. Tiếp theo, mã số 10. Một cây vàng son lá nhỏ ha. Vàng son lá nhỏ, cao 70. Tán ngang 30. Hoa nó về nha bà con. Cây đó, cây kia. Giống này giống mới ha. Ừ. Rồi, cho giá luôn chú ơi. Cây này vẫn giao lưu bà vàng son lá nhỏ này giao lưu bà con 250.000 luôn. Rồi, đổi cây luôn. Tên tiếp theo, mã số 11. Gồm hai cây Mỹ cam và cam cà gót. 62. Cao 62. Này 50. Này nó có cái chi tử đây nè, lên hoa luôn. Đây. Cam cà gót hoa này. Quá xá luôn rồi, Mỹ cam thì gực hết trơn. Mỹ cam vẫn một cốt nha con. Đó. Rồi giá cho cặp này luôn chú ơi. Cặp số 11 này giao lưu bà con là 300.000. 300.000 bao phí ship. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo, mã số 12 vẫn là một cặp luôn, gồm hai cây. Bà con chơi Tết thoải mái. Cái này là 56. Này là 45. Đây cam cà gót hoa nè. Quá xá cái phồng tàn. Hoành thân ơi cũng bằng ngón trỏ nha bà con. Mì cam bên đây cũng bằng ngón trỏ luôn. Lên hoa nè. Mười mấy cái hoa luôn. Quá xá. Rồi cho giá luôn chú ơi. Mã số 12. Mã số 12 cũng vẫn xin giao lưu bà con là 300.000. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo, mã số 14. Gồm hai cây một cặp luôn. Gồm Mỹ cam và cam cà gót. 13 ha. Chiều cao 58. Bên đây thì 42. Hoa cam cà gót lên được gỡ chừng. Mỹ cam bên này cũng hoa luôn. Mã số 13 này xin giao lưu bà con là 300.000. 300.000 mã số 13. Rồi đó cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 14. Cây vàng lá trung. Chiều cao luôn. Cao 80. Ngang 60. Lên hoa nè. Ngày lên hoa lên tượng. Cây này đang thần lại ha. Hôm ngày bứng về nói chung bó bầu cũng gần cả tháng rồi. Không có cái này để đất mới bứng lên. Để đất. Cái này còn eo 11. Nguyên cái cục thịt nạc một tay không giáp này nha bà con. Này thoát thân khoảng 2 tấc đi. Rồi giá luôn chú ơi. Cây vàng lá chung mã số 14 xin giao lưu bà con là 650.000. Rồi đổi cây luôn. 650.000. Lên tiếp theo mã số 15. Vẫn là một cây vàng lá trung. Chiều cao 79. Ngang là 60. Đây, kẹo nụ chân vậy nè. Thưa lá chứ kẹo nụ chân đang lên Hoành trời 11. Lại. Lên trời lại nè. Hoành thân 11. Cái cũ này cũng giữ thần luôn ha. Hai tay. Thoát thân 3 tấc. Cái vàng lá chung này vẫn giao lưu bà con là 650.000. Cây này lên hoa u đàm luôn nè. Ngàn năm mới nở một lần. Rồi đổi cây luôn. Phát hiện được hoa u đàm. Tiếp theo, mã số 16. Cây vàng lá nhỏ. Chiều cao luôn. Chiều cao 130. Tán ngang 85.
lên hoa lên nụ kẹo chưa. Cây này vàng lá nhỏ, mình thân 21 này, thân lên sushi già nha con, lắc lượng ha, này thân khoảng 4 tấc rồi. Giá mã số 16 này xin giao lưu bà con 1.200.000 rồi đó, cây luôn. Tiếp theo mã số 17 hàng Dubai, chiều cao 110, tán ngang là 50 rồi. Xoay xoay vòng xuống, xoay 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 nó ra ra cái mặt hoa lên nụ, nụ có hoa, hoa nó màu vàng nè. Hoành thân 8 một cốt này, thất thân khu xuống chắc được tắt á. Rồi giá luôn chú ơi, vàng Dubai này giao lưu bà con là 400.000 400.000 rồi đó, cây luôn. Mã số 17, mã số 18 cây vàng Dubai, chiều cao là 70, tán ngang luôn chú. Ủa? Chiều cao 97, tán ngang 60 nè, vàng Dubai. Hoành 8 này thật thân phan tách luôn, rồi giá luôn chú ơi. Vàng Dubai xin giao lưu bà con là 400.000 400.000 rồi đó, cây luôn. Tiếp theo mã số 19 cây vàng chân cam, à, nó vậy nè. Búp. Chiều cao 80, tán ngang 65 cây này đế nôm ha, hai thân một cốt, hai thân, thân nó bằng ngón cái đại diện đi bà con ơi, nó hai thân nó dính liền rồi nè, xây xây đây cái hoa nó rụng hết đây đây, cái chân cam đó nè. Vàng chân cam này mã số 19 xin giao lưu bà con là 600.000 rồi đổi cây luôn. Cũng vàng hường lần tiếp theo, đột xanh bông đậm số 20, vàng hường đột xanh bông đậm, cao 1m5, tán ngang 70, một cụm á bà con, thân đại diện một cốt một à, củ một nè, vàng hường có hoa nè. Rồi giá luôn chú ơi, vàng hường này xin giao lưu bà con 500.000 rồi đổi cây luôn, 500.000 mã số 20 vàng hường. Mã số 21 thì nhung, số 21 mỹ đỏ nhung lá nhựa, 115 cao 115, tán ngang luôn, tán ngang 69 70. Đây nè, búp lên đỏ nhung lá nhựa lên kẹo nụ chân. Hoành thân 12 này, cây một cốt ha, này thoát thân khoảng 4 tấc đây, cuộn cuộn nè, đế dữ lắm. Rồi mã số 12 giá luôn chú, mã số 12 xin giao lưu bà con 700.000 rồi đó, cây luôn. Tiếp theo mã số 23 23, 22 mã số gọi là 21 22 hồng tím tôm, cao 99, tán ngang 55 cái này lên kẹo nụ chứ ha, hồng tím thơm. Hoành 6 hồi này thất thân cũng khoảng 5 tắc đi, rồi giá luôn chú ơi. Cái mã số 22 xin giao lưu bà con 900.000 rồi đổi cây luôn. Mã số 23 vẫn là hồng tím thơm, chiều cao 105, tán ngang 45, hồng tím thơm Cà Mau. Hoành thân 5 rồi cho giá luôn chú ơi, mã số 23, mã số 23 xin giao lưu bà con 800.000 rồi đó, cây luôn. Mã số 24 Mỹ Cam, chiều cao 110, tán ngang 70,
quanh 7 này nó khoảng 5 cm đi. Rồi giá buôn mấy cam luôn chú ơi? 400 giao luôn bà con là 400.000. Rồi đổi cây mã số 24 xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 25 cây mít cam, chiều cao 115, tán ngang 55, để giữ bình thân 10, để chạy chạc chạc tứ diện cho ha. Đang lên tột quá sung luôn nè. Này cây 25 này xin giao lưu bà con là 500.000. Rồi đổi cây luôn. Quá trời, để tiếp theo mã số 26 26 mi hồng 86, cao 86, tán ngang 1060, mi hồng hoa lên nè, kẹo búp hết trơn. Quanh 10 này thất thân khoảng 4 tấc nha bà con. Rồi xe 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 nhẹ dòng chú. Rồi giá luôn chú ơi. Mã số 26 xin giao lưu bà con 350.000. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 27 chiều cao 116, tán ngang 65, kẹo nụ cho ha, mỹ hồng hoành cũng 10 luôn bà con ơi. Hoành thân 10 này thất thân khoảng 5 tấc đi, 4 tấc giao lưu bà con cũng là 350.000 luôn. Rồi đó cây luôn, mã số 27 xuống cây. Đó đó cây đó đó cây đó mã số 28 đó. 28 đó cây 28 đó. Cây hồng hương chiều cao 100, tán ngang 68, hoa hồng hương hoành thân 13, cây khỏe ha, này thấp thân phan tất. Rồi xe nhẹ dòng báo giá luôn chú ơi. Mã số 28, mã số 28 cây hồng hương này xin giao lưu bà con là 700.000. 700.000. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 29 vàng Dubai, quá sáng nắng rồi bà con ơi. Chiều cao 115, 1m15, mã số 29 vàng Dubai, 65, 65 lên hòa lên búp nè. Củ này hoành thân 12 bà con ơi. Này ba thân nó liền lại một thân nha bà con, một cốt mà lên ba thân. Rồi giá luôn chú ơi. Mã số 29 giao lưu bà con 400.000. Rồi đổi cây luôn, 400.000. Mã số 29 lên. Tiếp theo mã số 30 cây vàng lá bơ, vàng cam lá lớn. Rồi cho chiều cao luôn chú ơi. Cao 105, tán ngang luôn, tán ngang 70, vành 13 này, cái đế nôm cái đế thành thú luôn ha, quái luôn. Cây này thành thú. Rồi cây này thành bầu. Rồi giá luôn chú ơi. Bà con là 800.000. 800.000. Rồi đổi cây mã số 30 số tiếp theo, mã số 31 vàng hường đọt xanh, chiều cao 1m7, này tán ngang khỏi tính rồi bà con ơi, giờ nó ngang, nó lạ ngã kìa, quá xa nắng luôn. Một cốt à, một cốt hoành thân đại diện cơ chú. Mười một rồi giá luôn chú ơi. Đây này xin giao luôn bà con là 500.000. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 32 hồng hương, chiều cao 80,
toán ngang 50. Cái này cái hoa nó hồng hường nhưng mà nó giống như vàng hồng đỏ rồi. Nó vậy đó. Hơi nhạt nhạt. Vành đăng 26. Vành tổng cái bệ nó 26. Liền bệ vậy nè, 26. Rồi giá luôn chú ơi. Cái hồng hường mình xin giao lưu bà con là 500.000. Rồi đổi cây luôn, 500.000. Cố gắng bà con ơi, còn 2-3 cây nữa hết clip rồi, nắng quá xá nắng chịu hết nổi rồi. Mã số 33. Đỏ hường, hồng hường. Hồng hường bà con ơi. Số 33. Chiều cao. Chiều cao 1.4. Tán ngang nó 80. Đây hoa nó vậy nè. Hoành 12. Này củ đế chưa khui ha, đế này cũng dữ lắm luôn. Này thất thân lên đây tầm khoảng 5 tấc. Cây này xin giao lưu bà con 1 triệu đồng. Rồi, xuống cây luôn chú ơi. Mã số tiếp theo. 34. 34, cam Đài Loan. Cao 80. Tán ngang 45. À, gì nè. Hoành 5. Này thất thân lên cũng khoảng 4 tấc đi. Rồi giá mã số 34 luôn chú ơi. 34 giao lưu bà con là 350.000. Rồi đổi cây luôn. Vẫn cam Đài Loan. Chiều cao 90. Tán ngang 45. Đây hoa cam Đài Loan lên phôm tàn gom ha. Hoành eo 6. Hoành thân 6. Này thất thân lên đây khoảng 5 tấc. Rồi xây dọc báo giá luôn chú ơi. Cây 35 vẫn giao lưu bà con 350.000. Rồi cuối clip luôn chú ơi. Mã số 35, mã số cuối ha. Xin chào Pháp Thái, xin chào bà con trên mọi miền đất nước. Chơi đầu năm chúc bà con dồi dào sức khỏe, làm ăn thành đạt. Rồi. Mong bà con ủng hộ và hẹn lại clip sau. Rồi nãy giờ mình chia sẻ bà con một số mặt hàng ở vườn của chú Chính nè bà con. Bà con xem chi tiết thì liên hệ thêm ha. Do thời tiết quá xa nắng luôn nên mình kết thúc clip nha bà con. Hẹn gặp lại bà con vào những clip giao lưu tiếp theo nha.